Sao Hoàng Nhật Điện xin chào các bác. Hôm nay vừa về được một cái chiếc máy lọc không khí Panasonic. Một dòng máy cao cấp nhất của phân khúc lọc khí tại thời điểm ra mắt, một con VXH70. Đây là một cái con máy cao cấp nhất các bác nhé. Nhiều bác cứ mua hàng thì có hỏi là so sánh Pana với Daikin với Sharp thì hãng nào tốt hơn để mua. Thưa các bác là hãng nào cũng có thế mạnh riêng, hãng nào cũng có những con đẹp, con VIP của nó cả. Cho nên là quan trọng là các bác mua máy nào thôi, chứ đừng hỏi em là so sánh hãng nào tốt hơn hãng nào nhé. Hãng nào cũng tốt cả, em trả lời như vậy thì có vẻ các bác không vừa lòng, nhưng mà thật sự là hãng nào cũng tốt các bạn. Mỗi hãng sẽ có một cái máy đặc thù riêng, một công nghệ đặc thù riêng của nó, một chiếc VIP riêng. Cho nên là các bác so sánh thì nó rất là khó. Đấy. Mọi cái lựa chọn đều là quyết định của mình cả. Mỗi hãng sẽ đều có những cái thế mạnh của mình riêng. Đấy. Ở đây là một cái con Panasonic. Em ví nó như là các bác mua một chiếc SH vậy. Trong phân khúc xe máy tay ga phổ thông thì SH nó là cao cấp nhất. Thì con này nó cũng là cao cấp nhất của Panasonic trong máy lọc khí tại thời điểm ra mắt đấy. Chứ không nói đến bây giờ các bác nhé. Tại thời điểm ra mắt nó là phân khúc cao cấp nhất. Đấy. Nhiều bác thì bảo so sánh với con Daikin này, Daikin nọ thì thật sự nó rất là khó. Có mỗi cái, nó sẽ có một cái, mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Ví dụ có người thích mặt dâng này, canh vẫy này, nhưng có người là thích chỉ là tất cả mọi thứ nó là cố định hết, chứ không có dâng vẫy gì cả. Đấy là mỗi người một ý. Đấy. Em quay trở lại con máy này thì hình thức nó màu đen các bác nhé, nguyên bản, vẫn còn khá là đẹp. Đấy. Con này thì bên em về chỉ vệ sinh lau chùi thôi, chứ cũng không có qua sơ chế hay làm cái gì cả. Tình trạng máy đẹp đều theo đúng tính chất hàng bãi. Đấy. Một chiếc máy đầy đủ công nghệ. Về công nghệ của nó thì các bác, đây là khóa trẻ em này. Đấy. Thứ 2-3 giây thì nó khóa, thứ 3 giây thì mở. Hẹn giờ này, chế độ dọn phòng nhanh này, công nghệ Eco Navi này, đèn cảm biến ánh sáng này, này. Điều chỉnh cửa dâng này, cửa vẫy này, này. Điều chỉnh tốc độ lọc khác nhau này, nhanh chậm này, điều chỉnh chế độ lọc không khí buồng tự động này, chế độ lọc không khí buồng tự do này, không có nước máy không chảy đóng lại cửa này, chế độ lọc không khí tự động này, khi các bác dùng các bác để em chế độ này. Lọc không khí buồng tự động và bật đèn eco là ok. Đây, đèn eco này báo các cái mùi. Đặc biệt là cái dòng phân khúc cao cấp này có cảm biến dò tìm chuyển động đó nha. Chỉ duy nhất model cao cấp nhất thì mới có thôi. Tức là phát hiện người. Khi không có người trong phòng thì máy tự động giảm tốc độ về cái mức min. Còn khi mà có người thì máy sẽ phát hiện ra và tăng tốc hoạt động. Đấy. Thì thông số con máy này thì VS70 là điện 166W, sản xuất năm 2012. Đấy. Con này thì các bác dùng trong phòng khoảng 50m2 trở lại. 50m2 trở lại thôi nhé. Phần màng lọc thì bên em thay màng lọc mới tinh cho các bác. Màng lọc mới tinh. Nó hơi chặt, một tay cầm điện thoại, một tay tháo nó khó. Màng lọc mới các bác nhé. Màng than của Pana rất là to, khử mùi tốt. Phần bình nước rất là đẹp các bác này. Màng tạo ẩm em cũng thay mới tinh. Đấy. Nói chung là có hai cái màng thì thay mới hết rồi, thì các bác cứ yên tâm về cắm điện là dùng thôi. Máy thì đã được cắm đấu điện 220V biến áp bên trong các bác nhé. Dùng trực tiếp điện lưới Việt Nam rất là tiện. Em sẽ đo cái bụi mịn 2.5 hôm nay xem nào. Khoảng đo thôi chứ còn nhiều khi quay cũng lười. Hôm nay bụi mịn 2.5 đang ở ngưỡng khá cao này. Rồi, hành khô thì thường gắn liền với bụi mịn nhiều. 56 thì vẫn ở giới hạn cho phép.
ở giới hạn cho phép là từ 0 đến 75, đây vẫn xanh, nhưng mà cho thử vào máy xem nó có sạch hơn không nhé. Đấy, có thấy sau khi lọc qua màng HEPA của máy thì cái lượng bụi mịn 2.5 xuống rất là sâu, xuống rất là sâu luôn. Đấy, còn có dần gần như ở cái ngưỡng là an toàn tuyệt đối các bạn ạ, gần như ngưỡng an toàn tuyệt đối nhé. Trên cái hiệu quả của máy lọc không khí nó rất là cao, lọc toàn bộ các cái bụi mịn bay lơ lửng, các cái bông vải, cái quần áo trong nhà, trong phòng, khử mùi hôi nấm mốc, mùi thuốc lá. Con này thì em bán 4,2 triệu chưa phí vận chuyển, các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé, giá 4,2 triệu. Chào các bác.